Dạ em cảm ơn chị Tiền, cảm ơn các mạnh thường quân để giúp đỡ cho em một số tiền để gấp chân. Chị ở bên nước ngoài cũng mạnh khỏe. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà bé Hân, cái bé mà bị tai nạn giao thông mà phải mất đi một cánh tay và một cánh chân. Thì ở trong những cái clip trước thì chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ có hỗ trợ cho Hân để mà ghép cái chân giả để Hân có thể đi đứng được, nhưng mà vì do quá trình là bệnh Covid á nên cái việc đó lại trì hoãn lại. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây thăm bé Hân cũng như là tìm hiểu tình hình sức khỏe của em như thế nào. Dạ con chào ạ. Dạ bây giờ con vô trong hay không ha? Dạ lâu quá rồi không gặp, với lại dịch bệnh căng thẳng quá. Tại vì dịch mình phát triển Hân chỗ này nhìn tròn trịa lại ha. ăn mà ép nó ăn với chú ơi, nó nói mập mập, nó mập gì đâu mà mập Bà ngoại qua đây ngồi với Hân đi, dạ ngồi này đi, giữ nó cho cái khoảng cách ra đi cho nó an toàn. Hân càng càng ngày càng xinh gái ha. Xích qua đây ha, em quay em qua đây xích đây. Rồi hỏi ngài cái tình hình dịch bệnh thì cho con cảm nhận. Hỏi ngài cái tình hình dịch bệnh thì sao rồi, sức khỏe của Hân sao rồi? Dạ ổn, bình thường. Bình thường ha. Bình thường mà cái tay nó lành chưa bác? Sao mà hởm mà cái bắt đầu nó xì mủ ra đây nè, nó giờ bữa nay thì nó khô rồi nè, mà uống thuốc từ hôm đó nay tháng mấy nay đó. Hân ăn được không? Như được nó bị cải về nó mua thuốc uống liên tục chắc cũng chưa lành hẳn. Thì nói hồi cái lúc mà ở trên Chợ Rẫy là nó đâm cái ống phải không, đâm cho cái dịch nó ra. Rồi cái tới chừng là Diệu nghỉ á, Dạ. Diệu nghỉ cái bắt đầu nó rút ra, rồi cái sau nó lành mà hôm đó nay tháng mấy này đó, tự nhiên cái nó xì mủ ở đây nè. Để mai mốt hết dịch bệnh lên nó khám lại. Lặng mà tính đi với Hữu Nghị khám lại nha, mà dịch bệnh này đâu có dám đi đâu. Dạ, thôi giữ an toàn trước đi. Bởi vậy mà nếu đi là phải anh hai nó về đi mới được, Dạ. đặng ẵm nó mới được chứ sao đi được. Rồi bây giờ thì ba mẹ sao? Ba mẹ có Hân đó bác. Ba mẹ sao đang ở đâu có Hân? Dạ Bình Dương. Vậy hả? Rồi sao ba mẹ sao? Vẫn ổn không? Dạ ổn. Có làm được không? Dạ có. Vậy hả? Làm ở trong công ty. Rồi dịch bệnh ba mẹ có bị ảnh hưởng gì không bà? Có cách ly đó. Vậy hả? Có bị nhiễm không? Nó bị nhiễm nhẹ thôi. Rồi cái mình vô mình cách ly, cái mình điều trị cái mau hết, vô đâu cả tầng tầng mấy cái giọt ra rồi. À, có nghĩa là bị nhiễm nhưng mà điều trị mau hết ha. Cũng như là ở trong phòng trọ vậy đó, thì nó hơi cảm cảm đó, là bắt đầu là test là dính à. Dạ. Cảm cảm là test dính, rồi bắt đầu ở đâu đâu tuần lễ vậy đó, cái gì về nhà rồi cái test hoài, rồi cái hổm rày công ty nó kêu vô ở trong làm, không làm đâu. Có ba nó thì có nửa tháng, còn mẹ nó rồi cũng có từng. Như là ba mẹ trước đây thì công ty cũng đóng cửa, ba mẹ cũng ở nhà trọ không? Ba nó cũng ở trong công ty Dạ. làm xong rồi cái làm như mà đi vô đi ra đó, cái bắt đầu bị nhiễm, cái đưa đi cách ly, cái đóng cửa công ty. Bữa nay là hổm rày là bự bữa gì rồi, người ta mở cửa ra làm lại ở trong luôn. Dạ. Hôm trước nay có đợi mong để mà đi lên thành phố ghép lại chân không? Dạ có. Dạ. Hôm trước chị Tiền có điện hỏi hỏi con cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam sao rồi, rồi cái chân của bé Hân sao? Thì con nói lên với chị là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam căng thẳng, hiện nay việc đi lại lên Sài Gòn đã khó, đừng nói là vô bệnh viện là cái ổ dịch ở trong đó. À, mà trước đây thì con có liên hệ với anh Mạnh là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chuyên làm về chấn thương ghép chân tay cho những trường hợp như bé Hân đó. Thì anh chia sẻ là cái trường hợp của Hân không phải là một cái trường hợp cấp cứu, có nghĩa là
khi nào ổn định lại á thì làm. Tại vì trước đây thì cũng có dự định với bác là hai ông cháu dự định là thuê xe lên Sài Gòn để mà làm cho bé Hân, thì anh Mạnh ảnh cứ lúc đó dịch nó mới bùng phát lên à, anh không chịu, nói là chân cô Hân thì không bình, cũng bình thường nhưng mà lỡ dính dịch bệnh ở trong nhà thì lại gây khó cho sợ là sợ mình thôi chứ anh thì không có sợ. Nên thành thử là thấy mấy tháng nay em mà không biết sao hả Hân hả? Vậy giống bình thường. Không, rồi cái này nè, rồi cái anh hai nó cứ điện ấy hỏi hoài, nó giờ nó lạnh rồi mà uống thuốc đó, uống thuốc rồi cũng có 5-7 hộp gì đó. Thuốc này nè. Dạ. Thuốc này không? Là cái kêu cái gì? Là trụ sinh nè. Trụ sinh là cái đó là mạnh nhất luôn đó. Là bao nhiêu tiền một hộp hay bác? 90.000. Dạ. Chín chục ngàn mà cỡ mà nó dịch trên nó đâu cho mình đi ra chợ thì tránh mua đâu. Dạ. Vô thành phố mua có lắm lúc nhiều khi vô thành phố nó mắc quá đó, mượn cái thằng em mua. Ở dưới sông đó nó làm y sĩ nó, bệnh viện đó, nó bữa nào hết nó kêu nó mua giùm. Dịch đã khó khăn, gặp mấy người mà người lớn tuổi rồi bệnh rồi cũng thấy còn còn càng khó khăn không. Dạ. Ừ. Ở dịch trên mình đâu đi đâu đâu. Dạ. Tối ngày ảnh vẫn ngại nữa, công chuyện cần thiết thì nó mua thuốc thì đi ra. Kêu ông Năm nó ở dưới mấy sông đó là nó làm y sĩ mà bệnh viện này. Thì nó đi tới luôn được, đi tới luôn. Rồi dưới lại kêu nó lên coi, thì nó nói cái này thì uống thuốc trụ sinh đi rồi người nó thẳng từ từ nó hết chứ gì. Rồi cái bữa hổm nó đi xuống dưới nghĩ nó trời, chị đi đâu có được đâu, chị đừng đi, đi dưới mà lây bệnh là về chết thôi. Nói bệnh nguy hiểm bởi vì rồi cái này cũng không có cần thiết, rồi nó nói vậy rồi cái thôi rồi uống thuốc từ từ hổm này nó lành lại lành cũng còn đói đâu, ngủ đồ được không không? Dạ được, ngủ bình thường. Ba mẹ có thường điện về không? Thì có. Còn anh hai thì ở đâu? Dạ anh hai không ở Hồng Ngự. Vậy hả, anh hai hổm ngày cũng đâu có về được. Dạ hôm nay thì có thể đi lại mấy được, mấy tháng này đâu có về đâu. Quyện nở quyện nấy mà, đã nở cả nấy rồi. Dạ. Nó mới điện nó tì nè. Lúc trước ba mẹ bị bệnh thì lo dữ luôn. Em á cũng có lo. Mà ở rồi cũng có 1-2 tuần về. Vậy và phát hiện sớm, điều trị sớm khỏe. Dạ. À, hôm nay thì quay thước phim này có nói gì với lại chị Tiền không? Chị Tiền hả? Hay là mọi người lại mà tất cả mạnh thường quân hỗ trợ mình từ trước đến nay nữa. Vì tiền nữa là này quay đưa hồi này cho tiền. Em cũng như là tất cả các mạnh mạnh thường quân vậy. Mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ cho em. Em cảm ơn người đi chừng nào hết dịch rồi. Chị tiền hỗ trợ đi rất. Dạ em cảm ơn chị Tiền, cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em một số tiền để gấp chân. Chị ở bên nước ngoài cũng mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe. Thông báo cho chị Tiền là tại sao là chưa gấp chân được, chưa đi gấp chân được đi. Dạ tình hình dịch bệnh quá, đang phát triển nên là gấp chân không được. Gì cũng tạm tính gì đó, rồi có dịch bệnh tới đặt xe rồi. Hôm trước đó là đặt xe rồi, con dự định đặt xe rồi. Rồi cái con hồi lại luôn. Đặt xe rồi đó là mình tính dự định là như chẳng hạn ngày mốt rồi đi đó, là hôm nay mình hầu rồi. Đặt xe rồi. Con điện đặt xe rồi xong hết rồi là chuẩn bị đi đó. Rồi ở trên đó mà gỡ anh Mạnh gỡ hình coi dịch bệnh quá nhiều nên ngưng lại. Hôm trước á anh nó cũng chụp cái hình cái tay này nè, ông ở mũ cái chụp gửi lên bác sĩ ở Chợ Rẫy, hỏi có quen bác sĩ đó không. Hồi cái lúc đó là bác sĩ đó nói hỏi gì chứ em có khả năng mà ráp chân cho em của em không, thì nói dù muốn dù không giờ cũng phải lo ráp cái chân cho em. Rồi cái hỏi bác sĩ gì chứ
cái chừng đó chuyện nhiều, cái bác sĩ nói 200 rồi. Rồi bữa đó cái vụ cái tay này nè, cái nó mới chụp hình, nó điện lên trển hỏi, cái nói vậy cái bác sĩ nói chụp hình gửi qua đi. Rồi cái bác sĩ nói thôi bây giờ là đổi thuốc đi, thuốc cái kháng sinh đó nó ấy thì đổi thuốc khác, chứ không có kêu mua thuốc gì cho cứ đổi thuốc vậy thôi. Rồi bữa đó ông Năm nó cũng đổi thuốc đó, rồi uống nó hổng rày tháng mấy nay đó. Cái này nè, con thông báo cho bà bác là cái việc mà của Hân á, yeah, là chỉ gáp được cái chân thôi, yeah, còn cái tay là mình không có gáp được, yeah, thì mình sẽ sử dụng cái chân mà loại tốt nhất cho em, yeah. Nhưng mà lên đó thì khi mà sau này thì việc mà lên đó thì cũng như anh Mạnh anh có nói là cái trường hợp mà gáp cái chân mà cử động đi được bình thường á thì nó khoảng 70-80 triệu cũng đi được bình thường, yeah. Sợ vài năm á là mình phải thay lại cái khớp nối á, cái khớp nối giữa cái phần cái chân của cái mỏng chân của Hân á với lại cái chân giả, yeah, là cái đó vài năm nó sẽ gọng ra, nó sẽ gọng ra hoặc là nó sẽ cái độ chân giả nó sẽ hẹp lại, yeah. Nên thành thử là việc đó là cái đó là quan trọng nhất. Còn cái chân là mình gáp là mình sử dụng 30-40 năm là bình thường đó, nên là nữ là sau này ví dụ như sau này thời gian này Hân lớn lên á thì khoảng 10 hay là 15 năm sau á là mình hay 5-10 năm gì đó mình phải thay cái đó một lần, yeah. Còn cái việc mà cái chân là mình cứ sử dụng bình thường, cái về giữa các khớp đi nó vẫn nên linh hoạt bình thường, yeah. Quan trọng cái đó với lại cái phần mà cái bàn chân ở dưới thôi, yeah. Đó, nên là nữ là thì lên đó sau này thì lên đó thì anh mình sẽ tư vấn thêm để mình hiểu thì cái khoản này thì chị Lâm Tiền sẽ hỗ trợ hết, dạ, yeah. Dạ, yeah. Thì chị Lâm Tiền thì cũng có gửi cái số tiền cho người thân của chị là cô Thắm hôm trước đó, yeah. Thì khi nào ấy lên thì con sẽ thông báo luôn, con sẽ thông báo thì hỗ trợ hết tất cả các phần đó. Vì gì bây giờ nó còn nhỏ, cái mông này thấy dạ, nhỏ. Dạ, nó nhỏ. Nhưng mà lớn nữa, thì nữa thế nào mình phải thay đổi cái đó đó. Thấy dạ, không? Dạ đúng rồi. Cứ việc yên tâm chứ không phải là im mấy tháng nay là cho qua. Đó, nên cho hay, cái đó là nói với gia đình cô bác nghe với lại cho Hân vui. Cái thứ hai là làm clip này cũng muốn báo cho chị Lâm Tiền cũng như là tất cả các mạnh thường quân về tình hình sức khỏe của Hân hiện tại. Với lại chắc khoảng anh nghĩ là chắc khoảng 2-3 tháng nữa mới đi lên đó được. Nên đó 2-3 tháng nữa mới lên đi lên đó được, ổn định lại mới được. Bệnh này chắc gần Tết còn mấy thì qua Tết luôn. Qua Tết luôn. Dạ, thì khi nào được thì tính tiếp. Giảm xuống được. Dạ, tại bây giờ tình hình rất khó khăn. Cái bệnh mà mình không có tránh được. Dạ. Mình không có thấy nó sao mà tránh được. Thôi một lần nữa thì nói chung là cố gắng giữ gìn sức khỏe là được rồi. Vui hồ cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, dạ, cũng như là chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho Hân cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ từ trước đến nay. Dạ.